Một Phật tử nó hỏi là: A Di Đà Phật, con kính chào thầy và các sư ông, sư bác, sư cô tại chùa Khai Nguyên. Bạch thầy, con đang là học sinh vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Gia đình con đều biết đến Phật pháp và bản thân con cũng biết từ rất sớm, nhưng con hay quên và không chăm tu tập. Con bạch thầy, bắt đầu từ mấy năm về trước, con là một đứa trẻ rất ngỗ nghịch. Thực ra là vì con không kiểm soát nổi hành vi của mình. Con cảm giác như trong con người của con có hai nhân cách. Một làm chuyện gì đó trong lúc đầu óc con hơi mơ màng hoặc đang buồn, tức giận thì con chỉ nhớ được một ít chuyện con vừa làm. Vào lúc đêm khuya con ngủ, con hay mơ thấy những giấc mơ rất sợ, như là chết chóc hoặc mất tích. Vì con vẫn là học sinh nên con sợ những việc như vậy ảnh hưởng rất xấu đến quá trình con học tập. Thưa thầy, với những việc như vậy con nên làm thế nào ạ? Do con còn ít thời gian nữa là đến thi đại học nên con sợ con không có thời gian công phu được ạ. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy và các sư ông, sư bác, sư cô và quý Phật tử đã lắng nghe câu chuyện của con. Với cái trường hợp của bạn học sinh này, thì bây giờ là còn đang là học sinh, thì năm nay sẽ thi đại học, cho nên là chắc chắn cái phải tập trung chú trọng vào việc học rất là nhiều, cho nên đang lo vì thường ngày thì nhiều những cái việc làm của em học sinh này là không kiềm chế được mình, và cảm giác như trong người mình có hai nhân cách, lúc thì thế này, lúc thì thế khác, vân vân. Và đặc biệt là ngủ tối hay lúc ngủ thì hay mơ màng thấy những cái giấc mơ xấu vào lúc đêm khuya, như là thấy chết chóc vân vân, thấy sự chết chóc, ma quỷ vân vân đó. Vì vậy khiến cho cái tinh thần là cũng không được ổn định lắm. Thì bây giờ hỏi làm cách gì để cho được tốt cái việc đó. Thì bây giờ thì cái thứ nhất là trong giấc ngủ, nếu mà không ngon giấc thì cũng có thể dùng bằng nhiều phương pháp. Bé này thì cũng có thể nên thử cái cách thứ nhất. Đó là nếu mà ngủ thì cái chỗ thứ nhất là có thể là đổi đầu giường ngủ xem. Nếu mà đổi đầu giường ngủ mà nó ngoan giấc rồi thì thôi. Có thể là đầu giường ngủ thì bây giờ nó đang không ấy thì đổi đầu giường ngủ. Hoặc là xem ở trên cái phòng ngủ của mình ấy, ở trên ví dụ nhà là mái bằng ấy, thì nó không sao. Hoặc nhà mái bằng mà nó có cái xà nhà, cái dầm nhà mà nó đè ngang cái người mình ấy. Tức là người mình ngủ theo cái chiều dọc như thế này mà có cái xà nhà gì ngang thế này, để ngang người mình như vậy thì nên xử lý bằng cái nào? Tức là làm cái trần nhà, làm cái trần nhựa hoặc trần thạch cao, trần xốp vân vân tùy theo. Nếu không có điều kiện làm trần nữa thì bằng nhựa, bằng thạch cao, bằng ấy thì mua cái bạt nữa về đóng cái khung vào, cho nên coi như quay như mình không nhìn thấy cái dầm nó đè vào ngang người mình nữa. Thì cái trường hợp đó cũng có thể do phong thủy, vì chúng ta còn ở trong phòng lưu chuyển trong tam giới mà. Nếu chúng ta là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán, là Thánh Tăng thì ra khỏi tam giới rồi thì tất cả những cái đó thì không chi phối được nữa. Nhưng mà chúng ta làm phàm phu, còn tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, kiến thủ, dây cấm thủ vân vân đó, trong lòng đầy rẫy những phiền não đó, cho nên vẫn còn bị ngoại vật nó chi phối. Cho nên đấy cũng là cái phương tiện để xử lý. Đấy, nếu mà trong trên trần nhà mà không có cái gì cả, không có cái xà nhà hay là cái dầm của cái trần nhà nó đè ngang người hoặc cắt ngang đầu mình hoặc cắt ngang ngực, ngang thân của mình á, thì quay lại đầu giường ngủ xem. Cả hai cái nếu không được thì trường hợp này thì cũng nên kết hợp thêm. Bạn này nên học thêm thuộc chú Đại Bi Thập Chú đi. Mỗi ngày ít nhất cũng phải trì được khoảng 7 đến hoặc 21 đại biến Đại Bi Thập Chú. Cứ đọc thôi. Dậy sáng thì mình đọc cũng không cứ là phải, còn trẻ cũng không cứ là phải, nếu mà lên được trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình thì tốt. Còn nếu không lên được thì có thể ngồi chỗ bàn học của mình đọc sáng sớm. Mất khoảng độ 7 phút thì mất khoảng độ tầm 7 biến chú Đại Bi thì mất khoảng độ tầm 5 đến 10 phút Đại Bi Thập Chú. Thì hôm nào thì đi lên chùa đấy thì xin thỉnh lấy cái quyển Đại Bi Thập Chú nhỏ nhỏ đấy cho vào trong túi đó, thì
thuộc rồi, nhưng mà mình đi học cái đi đâu vẫn cho trong túi nữa. Chỉ là mỗi ngày được 7 biến hoặc 21 biến thì càng tốt. Sáng lấy 7 biến, trưa lấy 7 biến và tối lấy 7 biến thì 3, 7, 21. 3 lần đọc như thế được 21 biến đại chú đại bi một lần, và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hoặc là Bồ Tát Địa Tạng đều được cả. Đó. Hoặc là danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng đều được cả. Đó. Như ở đây thì với bạn này thì thầy khuyên là nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm với trường hợp này. Chỉ chú đại bi và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì để cầu ngài gia trì cho được tiêu nghiệp, thân thể được khỏe mạnh, thì một thời gian sau giấc mơ này cũng sẽ hết thôi. À, giấc mơ này sẽ hết, đấy là cái phương pháp dùng theo ở trong Phật pháp. À, thì lấy công đức tu tập thù thắng để hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng. À, thì cái trường hợp này thì nếu làm được như vậy thì một thời gian ngắn, khoảng có khi là một vài tuần là hết, hoặc là một vài tháng là hết thôi. Đó, lại không chỉ hết nằm mơ thấy những cái giấc mơ ác như vậy, mà lại còn gì, thân thể lại còn mạnh khỏe, tinh thần lại còn phấn chấn, bình an, thanh thản, thoải mái, thời gian học tập gì sẽ tốt hơn nữa. Và cái việc thi cử còn thậm chí là còn gặp nhiều may mắn trong vấn đề thi cử nữa, vân vân. Đấy gọi là lợi ích trong lợi ích, tức là học được một cái, từ lợi ích này nó sinh ra lợi ích khác, từ lợi ích khác nó sinh ra lợi ích khác nữa, cho nên là rất là tốt. Vì vậy riêng trường hợp này thì thầy lại không khuyên tụng kinh Địa Tạng, mà thầy khuyên là gì, học và trì chú đại bi mỗi ngày được ít nhất phải được 7 biến, không thì được 21 biến thì càng tốt. Đại bi thập chú, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, đầu tiên nên thì nên học cả cái ngũ bộ chú trong cái quyển mà thầy soạn đó, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam Văn Thủ Thân Chân Ngôn, An Sĩ Lâm Bộ Lâm Văn Thủ Thân Chân Ngôn, Sĩ Lâm Bộ Lâm đó, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn An Mani Bát Minh Hồng đó, Đại Phật Tịnh Thủ Lăng Nghiêm Chú, xong mới đến đại bi thập chú đó, tụng 7 biến đại bi, 1 biến thập chú cũng được, hoặc là cả 7 biến đại bi thập chú nếu có thời gian cũng được, càng tốt. Nhưng phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng thì chỉ chú nó mới có gì, mới có cái công năng, nó mới toát hết những cái công năng hiệu lực của thần chú ở trong đó. Chứ tụng thần chú mà vẫn chưa thuộc, vẫn còn phải nhìn vào sách thì vẫn chưa. Mà tụng thần chú thì được tụng càng nhanh càng tốt. Nhanh nhưng mà phải ghi nhớ rõ, ví dụ tụng đại bi thập chú chẳng hạn, phải tụng cho thần nhanh. Đấy, tụng cái kiểu nó kiểu như tiếng Phạn như thế thì nó mới có cái càng tụng được nhanh và có cái hơi như vậy, phát âm như vậy, nó giống với cái tiếng Phạm âm, thì cái công năng thần chú nó càng phát huy cái hiệu quả tối đa đó. Thế giống như là giảng ở trên bộ mic này vậy, trên loa này vậy. Mà các vị nghe thấy cái tiếng gì, tiếng thầy nói cái bộ, cái mic tốt, cái loa tốt, âm thanh tốt thì các vị sẽ nghe rõ. À. Còn mic không tốt, loa không tốt mà thầy có giảng tốt đến đâu các vị nghe không được thì nghe nó chán lắm. Đó. Cho nên là cái cách trì chú để cho nó đạt được cái công năng, hiệu lực của thần chú cũng rất là quan trọng. À. Ngày xưa thầy học thần chú của Mật Tông. À, sư phụ thầy truyền mật tông cho thầy, mà thầy chú tâm thì học có 3 ngày. Sau đó sư phụ kiểm tra lại, sư phụ bảo là gì? Sư phụ bảo là ông học 3 ngày bằng người ta thì hơn hẳn người ta học 15 năm. Vì sư phụ thầy dạy cho rất nhiều những người Phật tử cũng có, tăng ni có, để tu theo pháp môn mật tông. Nhưng mà sư phụ bảo là người ta học 15 năm không bằng. Thế cho nên ở đâu? Ở xuất phát thì cái tâm thành của mình, dùng tất cả cái lòng thành kính chúng ta để học, để hành trì, để tu tập thì nó sẽ đạt được những cái hiệu quả cao. Cho nên ở đây trường hợp này thầy khuyên bạn học sinh này là nên chú tâm học thuộc lòng chú đại bi. Muốn trì chú đại bi có công năng hiệu quả được ấy, như trong chú nói ấy, thì phải thuộc lòng đã. Cái thứ hai, lúc rỗi rãi bạn này nên cóp cái bài giảng về công đức chỉ tụng chú đại bi của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, nhớ công giảng về chú đại bi, giảng về ý nghĩa chú đại bi và công đức chỉ chú đại bi của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cứ vào trong mạng search trên Google xong cóp về trong điện thoại của mình mà nghe để làm gì, nghe để cho mình tăng thêm cái tín tâm khi mà mình chỉ chú. Đó, thì nghe như vậy. Chứ trường hợp này thầy khuyên là chưa vội nghe kinh Địa Tạng đâu,
mà chỉ nghe giảng về chú Đại Bi của họ Thượng Tuyên Hóa, hành trì như vậy cho đến khoảng một năm, từ giờ cho đến kỳ thi, và thi xong rồi thì vẫn cứ hành trì được thì càng tốt. Thì Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho, mà trường hợp này thì khuyên là chuyên niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, vì trường hợp này có duyên với Bồ Tát Quan Âm thì chuyên niệm danh hiệu của ngài. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.